Kênh Nấu Ăn Tú Lê Miền Tây mến chào các bạn. Trong video tiếp theo, mình chia sẻ đến các bạn một món xào ngon cho bữa cơm gia đình. Vừa nhanh gọn lại không quá mất thời gian của mình đã có ngay món xào ngon. Hôm nay mình sẽ làm món giá hẹ xào tôm. Nếu hôm nay món xào các bạn không biết ăn món gì thì hãy làm ngay món giá hẹ xào tôm này cho bữa cơm gia đình thật ngon và hấp dẫn. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng mình. Đầu tiên mình sẽ có ở đây là 500g tôm, 50g cần tàu và 50g hẹ. Tôm thì mình chọn tươi sống, thì khi làm món này thịt tôm nó ngọt và giòn lắm luôn các bạn. Giá mình sẽ có là 400g. Khi mua về những cái nguyên liệu giá và rau thì mình cũng đã sơ chế rồi. Gia vị thì mình sẽ có 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối. Muối thì mình sử dụng là muối thường cho nên độ mặn không cao, các bạn nên nêm nếm lại nha. Rồi mình sẽ có thêm là 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng cà phê tỏi băm nhuyễn và 2 muỗng cà phê hành tím băm nhuyễn. Những nguyên liệu vừa rồi mình chia sẻ thì bây giờ mình sẽ cho chung vào một cái chén luôn nha các bạn. Phần gia vị này thì mình sẽ khuấy tan ra. Mình sẽ cho hết phần nước tương, đường, bột ngọt. Riêng cái phần tỏi và hành tím thì mình không cho vô ha. Khuấy đều, sau đó mình để sang một bên. Tiếp tục thì phần hẹ này mình sẽ cắt khúc nhỏ vừa ăn thôi, không cần quá dài nha. Cần tàu thì mình cũng cắt ra từng khúc vừa ăn, khi cho vô một ít món xào sẽ rất ngon. Tôm thì bây giờ mình sẽ cắt bỏ phần đầu, lột vỏ, mình chỉ lấy cái phần thịt thôi. Mua tôm tươi thì các bạn sẽ thấy phần thịt bên trong nó trong sờn à, nó sẽ không có bị đục. Thịt tôm như vậy thì khi mình xào món ăn hay là mình làm những cái món ăn từ tôm, ăn sẽ ngọt và ngon hơn. Tôm sống khi mua về thì mình sẽ cho vô ngăn đá tủ lạnh để tầm 1 tiếng đồng hồ. Thì khi con tôm nó lạnh lại mình sẽ dễ lột phần vỏ bên ngoài hơn. Ở bên trên cái lưng con tôm sẽ có một đường chỉ phân của nó, thì mình sẽ chẻ và mình rút ra nha. Có con thì có, con nào nó dơ một chút thì nó sẽ có một đường chỉ khá là đen luôn á. Thì mình sẽ rút nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô chảo là một ít mỡ ha. Mình xào bằng mỡ hoặc là dầu ăn đều được. Tiếp tục thì mình sẽ cho hết phần tỏi và hành tím vô mình phi thơm lên. Thường các món xào mình sử dụng mỡ ăn nó sẽ thơm và khác biệt hơn là dầu ăn đó các bạn. Phi thơm lên xong rồi thì mình sẽ cho hết phần tôm vô. Xào lên cho tôm nó săn và nó chín nha. Tại vì giá với hẹ của mình á, để vô là nó chín liền. Cho nên là mình sẽ xào tôm trước như vậy. Một chút nữa thì mình mới cho phần giá hẹ vô sau. Khi xào phần tôm này thì mình cứ việc mở lửa lớn đến con tôm nó co lên và nó chuyển sang một cái màu đỏ như thế này thì nó đã chín rồi đó các bạn. Chén sốt lúc nãy mình pha cho vô đây 2 muỗng cà phê thì cái phần gia vị nó sẽ thấm vào tôm hơn đó các bạn. Rồi cái mình đảo qua đảo lại vài lần. Xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho hết phần giá vô luôn. Cho giá vô xong rồi thì mình sẽ đảo đều lên. Tiếp tục thì mình sẽ cho hết cái phần gia vị lúc nãy còn lại mình cho vô, sau đó mình trộn đều lên ha. Tại vì giá rất là nhanh chín. Mình đảo qua đảo lại vài lần là giá dịu xuống, sau đó mình sẽ cho hết phần hẹ và cần tàu vô. Khi cho vô xong rồi thì mình cũng đảo lên tầm vài cái thôi thì mình sẽ tắt bếp liền, không nên xào quá lâu. Mình xào lâu quá là phần giá nó sẽ bị mềm và không còn độ giòn nữa đó các bạn. Hẹ và cần tàu thì nó cũng rất là nhanh chín cho nên là xào món này khá là nhanh. Xong rồi, các bạn thấy là nó cũng dịu xuống rồi ha. Mình sẽ tắt bếp và sau đó cho ra dĩa cùng thưởng thức thôi. Một món xào nhanh gọn và không quá mất thời gian của mình. Sốt xào này thì các bạn hãy thử làm theo mình một lần ha, xem là hợp khẩu vị không. Trong những bữa cơm gia đình, món canh, món xào, món kho thì các bạn hãy thử làm ngay món xào này cho gia đình mình ăn một bữa ha. Video của mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh Nấu Ăn Tú Lê Miền Tây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.